Vĩnh ôm ấp ý tưởng chế tạo xe hút đinh từ lâu, xuất phát từ bức xúc xe nhà thường xuyên cán phải đinh, nhiều lúc không kịp vá. Mình cũng nghĩ là còn trong xã hội này thì biết bao nhiêu người bị cái tình trạng như thế này. Nhưng mà cái mô hình này thì mình cũng chưa được từng được thấy cái xe nào. Nhưng mà nghĩ trong đầu xong rồi mình quyết định mình làm. Thì đi chấp nhặt ve chai rồi là tận dụng những cái gì có thể làm được thì mình làm. Thế rồi chiếc xe hút đinh cũng dần thành hình. Sẽ có bánh chế từ bánh xe máy thành nằm châm dài khoảng hơn 90cm. Theo ông Vĩnh là vừa đủ rộng để hút đinh, vừa không quá dài để tránh vướng phương tiện khác. Xe còn có cả đèn báo hiệu để đi ban đêm. Và bình nước này để giải nhiệt cho động cơ xe máy quá nóng vì phải chạy chậm để rà đinh. Xe hoàn thiện là chưa đủ. Trong suốt nhiều ngày, ông Vĩnh tiếp tục tìm tòi để có được cách làm hiệu quả nhất. Đi mà làm sao mà tốc độ nhanh quá, nó lướt qua thì cũng không hút được cái gì. Thì mình cũng vừa đi vừa rút kinh nghiệm là đi tốc độ nào thì hiệu quả nhất thì mình đi. Rồi đi thì con đường nào, khu vực nào là cái khu vực mà nhiều đinh. Thì mình đi xong mình kinh nghiệm mình mới thấy là những cái khu vực đó là mình đi kỹ hơn, già chậm hơn. Trong nhiều tháng qua khi thời tiết thuận lợi, mỗi tối ông Vĩnh và chiếc xe lại rảo quanh các khu dân cư gần nhà. Có ngày hút 20-30 kg kim loại. Sau một thời gian cả khu phố sạch dần, số lượt xe cán đinh giảm rõ rệt. Vui mừng với hiệu quả đạt được, ông bỏ ngoài tai những lời nói dèm pha, cứ thế đi xa hơn, rồi đi đến những tuyến đường nhiều đinh hơn như DT743, Mỹ Phước, Tân Vạn, những tuyến đường ám ảnh người đi xe máy khi về đêm tại Bình Dương. Đến nay, bán kính hoạt động của ông đã lên tới 10 cây số. Cái việc này là cái việc mà cũng không có khó lắm đâu. Nhưng mà bây giờ có ai dám làm hay không thôi. Mình nghĩ thôi có tuổi rồi, sức khỏe nó cũng không được tốt lắm. Nhưng mà cái việc này nó cũng không quá nặng nhọc. Không quá nặng nhọc cho nên là mình đi thì mình cũng vừa đi, nhiều khi vừa đi vừa cũng động viên mình vui vui. Mà nhất là lại gặp một số những người mà người ta cũng đi theo động viên mình, thế là mình cũng rất là vui. Cho nên là cũng hứa với lòng là cứ làm, tiếp tục làm. Đến khi nào mà không có thể, sức khỏe không cho phép nữa thì thôi. Thì còn sức là mình vẫn có đi làm. Trên những chuyến hành trình không phải không có nỗi lo, khi nhiều nơi đã có kẻ rải đinh ác ý. Những tai nạn bất ngờ không ai lường trước được. Thế nhưng, những tâm tư ấy nhanh chóng nhường chỗ cho niềm vui khi dọn sạch được những miếng kim loại nguy hiểm trên đường. Rất khó chịu, mình chạy xe mà đi cán đinh rồi phải vô, rất là mất thời gian. Mà cái việc này hầu như là mình cứ nghĩ là ở đâu nó cũng có, rất là to tát. Nhưng mà việc to tát tưởng chừng như là vô vọng đến khi mà chứng kiến một cái hành động rất là nhỏ nhưng mà rất là đặc biệt. Nên mình nghĩ đây là một cái câu chuyện rất là truyền cảm hứng ấy. Chiếc đèn báo hiệu này được chụp bao ni lông để đi trong mưa, mà ông Vĩnh cho là giống con đom đóm. Và đom đóm trong đêm cũng là lời ông ngâm nga trên những chuyến hành trình để động viên mình tiếp tục dành những sức lực thời gian còn lại của cuộc đời cho cộng đồng, xã hội. Đêm đêm lầm lũi một mình, lôi xe tự chế già đinh trên đường, mong cho sạch phố đẹp phường, mong bác tài đặng dặm trường mưu sinh, mong bà con hết bực mình, bỗng dưng cán phải cái đinh khốn cùng, mong góp một ít sức chung để Bình Dương đẹp nhất vùng phương Nam.